Xin chào mọi người, em lại tiếp tục đập hộp dụng cụ đồ nghề của hãng Elora đây ha. Thì trong cái video này thì sẽ là cái thước cập điện tử mã hàng là 1517-200. Thì có nghĩa là cái thang đo của cái thước cập điện tử nó là 200mm. Rồi, khui hàng. Đó. Nó được đựng ở trong một cái hộp nhựa màu đen. Bên ngoài có ghi tên bằng tiếng Anh, thước cập điện tử và cái thang đo là từ 0 đến 200mm. Cái hộp này là hộp bằng nhựa ha, màu đen. Mở ra. Đó, bên trong sẽ là đầu tiên là cái tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. À, cái này không quan trọng, bỏ qua một bên. Đây là cái hai cái cục pin, hãng họ cho mình luôn hai cục pin Secure. Pin này nhỏ xíu xíu. Thực ra pin này mình có thể mua ở tiệm tạp hóa hay là tiệm bán mắt kính nào cũng có hết ha. Rồi cái quan trọng nhất ở đây đó là cái thước kẹp điện tử. Thước cập cũng được mà thước kẹp cũng được ha, tùy theo cách gọi của mỗi người thôi. À, đây nó có hai thang đo luôn là hệ mét và hệ in nè. Ở đây là cái màn hình LCD ha, màn hình để hiển thị kết quả đo. Ở đây nút off, nút on. On off là nút màu đỏ đây. Còn nút đây là nút đặt vị trí 0, 0. Nút đây là nút chuyển đổi đơn vị đo. Rồi cái tròn tròn đây là cái con lăn để mình trượt cái ngàm. Ở trên này là cái vít chỉnh khóa cái ngàm kẹp lại. Rồi ở đây là hãng Elora họ khắc cái logo của hãng Elora lên đây và khắc cái mã hàng 1517-200. Cái thước cập điện tử này nó có hai ngàm của nó có hai vế. Vế bên này là ngàm cập phụ và bên này là ngàm cập chính ha. Đó. Rồi ở đây là cái thang đo. Vật liệu của cái thước này là làm bằng inox nha mọi người. Đó, inox đáp ứng tiêu chuẩn là DIN 862 của Đức. Rồi. Thì cái này nó sẽ có độ chính xác là 0.01mm. Cái co chữ mà hiển thị kết quả đo ở trên đây là 10mm. Rồi thông số gì nữa? Thang đo rồi, thang đo là 200mm rồi. Thì nó sẽ tương ứng với 8 inch. Đó. À, cái ngàm, thông số của cái ngàm. Cái ngàm này nó sẽ có cái thông số về cái chiều sâu của cái ngàm kẹp. Đây mình sẽ đo chiều sâu ngàm kẹp ha. Ngàm cặp chính chiều sâu của nó là 50mm. Đó. Và cái ngàm cặp phụ. Ngàm cặp phụ là ngàm cặp đây. Thôi mình đo ở đây chứ. Đo ở đây đi. Đó, ngàm cặp phụ là khoảng 20mm. Đó. Cái này nó nặng 800 nó nặng nửa ký, 500 gram á. Ở đằng sau, còn đây là cái mặt sau của cái thước thì hãng Elora họ ghi sẵn, dán sẵn cho mình một cái bảng chuyển đổi đơn vị đo. Thì cái này các anh em kỹ thuật á, các chú kỹ thuật sử dụng thì nhìn vào cái bảng đây để chuyển đổi. Rồi ở đây có cái chui đo sâu, khi mà mình kéo ra mình trượt cái ngàm ra thì ở dưới đây sẽ có một cái chui nó thò ra. Cái này mình để dùng để đo sâu ha, đo chiều sâu. Rồi khóa vị trí lại nè. Đó thì mình sẽ không dịch chuyển cái ngàm được nữa. Mở ra nè. Đó. Rồi cái này mình sẽ không có khui cái hộp pin ra, mình không thử cho mọi người xem được bởi vì cái hàng này là khách đã đặt rồi ha, mình để nguyên zin như thế này mình giao cho khách luôn. Đó. Rồi mình nhắc lại cái thước kẹp điện tử này là loại thang đo 200mm tương ứng với là 8 inch, mã hàng là 1517-200 của hãng Elora, sản xuất 100% tại Đức. Vật liệu của nó là làm bằng inox, độ chính xác là 0.01mm. Ngàm này sau 50mm, ngàm chính là sau 50mm, ngàm phụ là sau 20mm. Và cái co chữ hiển thị ở trên cái màn hình LCD này là 10mm. Rồi ha.
được đựng ở trong cái hộp bằng nhựa, ở bên trong là cái mút xốp nè, mút xốp chống sóc, khi mà mình vận chuyển đi á, nó sẽ không bị sóc cái cây thước của mình. Đó, nhìn rất là đẹp ha.